Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bổ sung đối với hai bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang, 27 tuổi, quê ở Gia Lai và Nguyễn Kim Trung Thái, 37 tuổi, ngụ tại Thành phố Hồ Chí Minh trong vụ án bé gái 8 tuổi bị dì ghẻ và cha ruột bạo hành tử vong mà chúng tôi đã thông tin. Tuy nhiên, cáo trạng truy tố bổ sung vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội giết người, hành hạ người khác và bị can Nguyễn Kim Trung Thái về tội hành hạ người khác, che giấu tội phạm theo thông tin mà phóng viên trong buổi tối nắm được, các luật sư bảo vệ bị hại tiếp tục kiến nghị đổi tội danh của người cha. Theo các luật sư, việc giám định tỷ lệ thương tích của cháu bé 8 tuổi là căn cứ xác định tội danh giết người của Thái. Nhưng phân viện khoa học hình sự Bộ Công an từ chối giám định nên tội danh của người cha không thay đổi. Các luật sư cho rằng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh trưng cầu giám định bổ sung thương tích cháu bé tại phân viện khoa học hình sự Bộ Công an là không đúng, không khách quan vì cơ quan giám định này đã không thực hiện giám định pháp y từ đầu. Cũng theo các luật sư, Thái biết rõ việc Trang đánh con, nhiều lần trực tiếp chứng kiến Trang đánh con nhưng không can ngăn mà còn giúp sức cùng Trang đánh cháu. Đồng thời xóa hết dữ liệu của 4 camera trong nhà nhằm che giấu tội ác tiêu hủy bằng chứng ngoại phạm giúp sức cho trang đánh chết con mình. Từ những căn cứ nêu trên, luật sư đề nghị tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung lần hai để yêu cầu việc trưng cầu giám định bổ sung phải thực hiện tại phòng kỹ thuật hình sự, công an thành phố Hồ Chí Minh và phía luật sư cũng tiếp tục kiến nghị thay đổi tội danh thái từ tội che giấu tội phạm sang tội giết người.